Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thấy người chị em chia sẻ lời Chúa, tôi bỗng nhiên nhớ lại những ngày đầu tiên bước vào chức vụ giảng mà cứ cái này móc cái khác, cái kia móc cái khác. Có một người ở bên Nga lên làm chứng, chị làm chứng một hồi xong chị đứng thử ra như vậy. Tôi ngồi dưới mà tại sao không nói tiếp. Chị nói rằng, mục sư ơi, tôi không biết dừng lại ở chỗ nào nữa. Tôi nhớ lại khi tôi bước vào hầu việc Chúa, tôi bị một cái tật nguyền nhỏ là nói lắp. Và người đàn ông ấy, họ ngồi nghe lời giảng, họ nghe bằng lý trí, còn đàn bà họ nghe bằng cảm xúc. Và khi mà đến đoạn nào mà tôi cau mày, phụ nữ họ cũng cau mày. Khi nào mà tôi tươi, người ở dưới mặt người nữ họ cũng tươi. Và khi tôi lắp ấy, miệng của một vài bà dưới cũng lắp y chang như vậy. Khi tôi giặt đến lúc mà từ mà nói Giê-xu đó là phía dưới thấy có mấy bà cũng lắp theo như vậy. Hồi đó tôi thất bại trong giảng dạy nhiều lắm. Bởi vậy cho nên tôi muốn nói với những anh chị em ngồi tại đây, đừng sợ khi bạn làm một điều gì đó sai. Sai không phải là xấu. Nếu bạn biết sai mà không sửa thì mới là xấu. Mà biết xấu mà vẫn tiếp tục làm như vậy thì mới đó mới là phạm tội. Vậy cho nên chúng ta hãy nhớ một điều, chia sẻ lời Chúa là chia sẻ sự sống của mình cho người khác, chứ không phải chỉ là nói hay. Nói hay chưa chắc đã có sự sống. Tôi lấy một ví dụ, nếu một người đói tới, họ cần bánh mì, một người lấy dao cắt miếng bánh mì thật đẹp đưa lên đĩa, hoặc một người khác lấy tay bẻ bánh mì. Bánh mì mới quan trọng chứ không phải chỉ lên đĩa hay là bẻ. Cái miếng bánh bẻ ra ở trong đó có sự sống, người đói vẫn cần nó. Vì vậy cho nên khi bạn chia sẻ lời Chúa, hãy mang lời sống của bạn cho người khác. Cái đó là điều quan trọng. Amen. Dạ, tất nhiên chúng ta càng ngày càng tìm cách làm sao cho người ta dễ hiểu hơn, người ta dễ tiếp nhận hơn những điều gì mình có, sự sống mình có, nhưng làm sao để cho người ta nhận được mới là điều tiếp theo nữa. Bởi vậy cho nên hãy quay sang lại cận nói rằng hết thảy chúng ta sẽ cùng nhau truyền giảng tin lành đấy. Nói như vậy để cho chúng ta không chỉ trích, không mặc cảm khi bạn làm một điều gì đó sai. Cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một đề tài có tên là, mà thực sự mà nói cái này ai cũng cần hết đấy. Đề tài có chủ đề là thiên đàng đã đến. Thiên đàng đã tới. Cả cộng đồng mạng trong mấy ngày vừa qua xôn xao về một câu chuyện chưa đầy khoảng hơn 20 phút của một người diễn viên hay là một người ca sĩ nổi tiếng Việt Nam. Sau 30 năm đau đớn, chiến đấu, dằn vặt, trồi lên chặt xuống, anh ta đã phải lên trên mạng để tâm sự một điều kín dấu mà 30 năm vật lộn. Sự bộc bạch của con người đó đưa tới cho tôi và bạn nhìn thấy một điều. Cái bên ngoài của một con người chưa chắc đó là thế giới gì ở bên trong của anh ta. Hết thảy những điều gì lộ ra bên ngoài nó không nói cái điều gì ở bên trong anh ta đang có. Bộ phim Người Giàu Cũng Khóc cho bạn nhìn thấy rằng cái bên ngoài đó không nói được cái nội tâm từ bên trong của một con người. Đừng bao giờ nhìn mặt mà bắt thành rong. Hãy thật là cẩn thận. Và câu chuyện mà chúng ta nhìn thấy, nghe thấy từ Đàm Vĩnh Hưng, thấy rằng con người này đang cần một lối thoát, con người này đang cần một giải pháp nào đó. Anh ta nói rằng tôi không biết làm gì nữa, tôi không biết phải làm sao nữa. Nếu ai đó có tâm lòng thương xót, hãy nhắc tên con người này trong sự cầu nguyện của bạn. Ai biết được, một ngày không xa mà sẽ thấy anh ta sẽ hát ca ngợi Đức Chúa Trời. Bởi vì tôi đã có những người cầu thay cho tôi 2 năm trời và tôi đã trở thành con người khác. Thật ra hãy cầu nguyện cho con người đó. Tại sao câu chuyện của anh chàng này có liên quan gì tới mở đầu của bài giảng Thiên đàng đã tới? Tôi muốn nói rằng cả nhân loại đang tìm kiếm cái từ gọi là thiên đàng. Ai cũng muốn được vào thiên đàng, ai cũng muốn có thiên đàng ở trong lòng của mình. Có nhiều cái quán rượu người ta viết rằng quán bia thiên đàng. Họ ước ao nhiều lắm. Có một số người đang sống trong địa ngục, họ ước ao thoát khỏi địa ngục. Và có nhiều người họ nghĩ rằng cứ thoát khỏi địa ngục này là tôi sẽ bước vào thiên đàng, chưa chắc.
Có nhiều người thoát khỏi tù này lại chui vào một cái tù khác. Để thoát khỏi địa ngục, chúng ta chỉ có một cách, làm sao vào được thiên đàng. Vào được thiên đàng là thoát khỏi địa ngục. Thiên đàng là gì? Làm sao để bước được vào thiên đàng? Có một người cách đây 37 thế kỷ trước, ông ta là con một vị vua. Ông ta thấy rằng cuộc sống thật là bất công. Ông ta quyết định rời khỏi cung điện, lên Bắc, xuống Nam, sang Đông, sang Tây, đi tìm kiếm câu trả lời của đời là thế nào. Sau khi quay trở về, ông ta gặp, trên đường đi nhìn thấy sinh tử lão bệnh. Sinh ra cũng khổ, chết cũng khổ, bệnh khổ, lão khổ. Và quay về, nhìn thấy một chân lý, cuộc đời là một bể khổ. Dường như chúng ta đang sống trong một cái địa ngục trần gian này vậy. Câu hỏi, con người đã từng có thiên đàng chưa? Và nếu có, thiên đàng mất từ lúc nào và mất ở đâu? Làm sao để lấy lại được cái thiên đàng đã mất đó? Có một lần, con người đã sống trong một thiên đàng. Adam Eva, tổ phụ chúng ta, đã được tạo dựng ra và đặt trong vườn địa đàng. Nó có tên là Eden. Và khi họ phạm tội, ăn trái, mà Chúa nói rằng chớ ăn trái của nó. Thì khi họ ăn trái đó, bạn nói rằng, ô, câu chuyện này hơi khó hiểu. Giá như Chúa không để cái cây đó ở trong vườn thì đỡ con người phạm tội. Mọi người có bao giờ đặt câu hỏi như vậy chưa? Tôi đã từng đặt câu hỏi như vậy đấy. Nếu như trong vườn đó không có cái cây đó thì con người đã không phạm tội. Bạn ơi, câu hỏi nằm ở chỗ này. Chúa tạo dựng cho con người giống như hình và tượng của Ngài. Bởi vậy cho nên mỗi một con người chúng ta có một điều mà động vật không có. Có một điều mà giống như Đức Chúa Trời, đó là quyền tự do lựa chọn. Bởi vậy cho nên trong hội thánh này, không có một người nào được quyền tẩy não người khác. Không có một người nào tại đây được quyền áp đặt trên suy nghĩ của người khác. Và không cho phép một ai tại đây bắt người khác phải làm điều mà người ta không muốn. Nếu Chúa của tôi không ép bạn vào thiên đàng, thì mỗi chúng ta tại đây không được quyền ép người khác. Kể cả điều đó là điều cực kỳ tốt, thì bạn cũng đừng ép họ. Amen. Một nguyên tắc lãnh đạo và hầu việc của tôi là gì? Không bao giờ đội đít một người lên mái nhà mà anh ta không muốn leo lên mái nhà. Bạn cố gắng đội một người lên mái nhà mà anh ta cứ dọc đường nói ừ không lên đâu. Đưa hắn lên mái nhà, hắn lại nhảy xuống, mất công. Trong khi bao nhiêu con người đã đứng đợi bạn giúp tôi lên mái nhà, thì bạn lại chọn lựa một cách ép một nhân vật không muốn lên. Bởi vậy cho nên hãy để cho họ hoàn toàn được tự do. Amen. Bởi vậy cho nên Chúa tạo dựng ra con người chúng ta quyền được tự do lựa chọn. Tôi cảm tạ Chúa có một người vợ mà nàng đã quyết định lựa chọn tôi làm chồng. Không phải bởi cớ tôi có điều gì hơn những người khác, chỉ đơn giản là yêu. Yêu không có điều kiện. Nếu yêu vì, nếu yêu bởi, thì như vậy không còn yêu nữa, mà yêu cái bởi kia kìa, yêu cái vì kia kìa, chứ không yêu con người đó. Thế nên Chúa mới nói rằng nếu các người yêu ta, thì các người hãy lựa chọn, được quyền lựa chọn nghe theo lời của ta, đừng ăn trái cây này. Sự tự do lựa chọn đấy. Chứ còn nếu như trên đất này toàn người chột mắt què chân, toàn gãy tay, không chọn anh thì chọn ai bây giờ, thì thôi còn gì là yêu nữa đâu. Mọi người hiểu không ạ? Bởi vậy cho nên Chúa mới đặt một cái cây trong khu vườn đó để cho chúng ta được quyền tự do lựa chọn. Adam Eva đã ăn trái đó và cuối cùng họ chống lại Đức Chúa Trời. Bởi vì bị lừa đảo, ma quỷ nói rằng hãy chống lại Đức Chúa Trời để giống như Đức Chúa Trời. Cái đó là cái mà phi lý, ma quỷ nói rằng người hãy ăn trái cấm này đi để giống như Chúa. Hay lắng nghe tôi nói rằng người Việt Nam có câu nói gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Bạn càng gần đèn bạn càng sáng, chứ không phải là xa khỏi đèn thì bạn sáng hơn. Không có. Bạn muốn giống Chúa, bạn phải càng gần Chúa hơn. Bạn giống Chúa, bạn càng cần phải yêu Chúa hơn, chứ không phải là chống Chúa để giống Chúa. Sau khi họ phạm tội, Kinh Thánh chép rằng họ bị đá đít ra khỏi vườn địa đàng. Họ, con người chúng ta, đánh mất thiên đàng từ lúc đó đấy. Và bắt đầu từ lúc đó này, con cháu của Adam, trong đó có tôi và bạn, từ sâu thẳm trong lòng con người có tiếng gọi nơi hoang dã nói rằng người cần thiên đàng.
Danh lợi quyền không mang tới cho người sự thỏa mãn từ bên trong. Tiền tài tình không mang tới cho người thỏa mãn từ bên trong. Tim thiên đàng, tôi thiếu một điều gì đó mà tôi không biết thiếu gì. Lưu Quang Vũ có một vở kịch nổi tiếng, tôi đi tìm cái tôi của chúng ta ở đâu mất. Có điều gì nó thiếu thiếu à? Tại sao tôi đủ mọi thứ mà thiếu như vậy nhỉ? Có nhiều người nữ trong thời kỳ yêu, mọi cái đều tốt đẹp, nhìn qua cửa sổ, bỗng nhiên bật miệng nói rằng tôi buồn, không hiểu vì đâu tôi buồn. Nếu thực sự trong lòng bạn có những khoảng như vậy thì câu trả lời rất đơn giản, bạn đang cần thiên đàng. Nào, hãy cùng tôi dở một câu thánh kinh. Sách Luca đoạn 2. Luca đoạn 2. Câu 4 đến câu 14. Đang nói với chúng ta biết về thiên đàng đã đến như thế nào. Luca đoạn 2. Đây là câu kinh thánh mùa Giáng sinh, hầu như ở đâu người ta cũng đọc. Vì Joseph thuộc dòng dõi nhà David, lên cũng từ thành Nazareth thuộc vùng Galilee xuống Juda đến Bethlehem thành của David, để đăng ký cho mình và cho Mary, người đã đính hôn với mình đang có thai. Trong khi ở đó Mary chuyển bụng sinh nở, nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc hài nhi đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ. Trong vùng đó có mấy người chăn chiên ở ngoài đồng thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến, hào quang Chúa tỏa sáng chung quanh, nên họ rất là khiếp sợ. Thiên sứ bảo, đừng sợ, vì này tôi báo cho các ngươi một tin mừng, một tin lành, một niềm vui lớn cho mọi người. Hôm nay tại thành David có một đấng cứu thế vừa giáng sinh cho các ngươi. Ngài đấng cứu thế là Chúa. Đây là dấu hiệu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một hài nhi bọc bằng khăn đặt nằm trong máng cỏ. Đây là bản kinh thánh theo như bản dịch mới. Thời gian nó hơi lệch một chút, nhưng mà để cho dễ hiểu hơn. Bỗng nhiên, một đạo binh thiên sứ xuất hiện cùng các thiên sứ ấy, ca ngợi Đức Chúa Trời mà rằng, vinh danh Thượng Đế trên trời, bình an dưới đất, ân trạch cho ngoài loài người. Đây chính là câu kinh thánh mà nói rằng thiên đàng đã tới. Thiên sứ nói rằng chớ sợ, loài người sợ đủ thứ. Nhưng mà Chúa báo rằng đừng sợ, vì sẽ có một điều khác thế cho ngươi. Có nhiều bà mẹ cũng sợ ma, con mình sợ má, và cả hai mẹ con ở trong một cái nhà quê mà bác thì lại không có nhà. Thành ra trời tối mưa đom đóm bay vào, mẹ run, con cũng run, và mẹ nói rằng mày đừng sợ. Thằng con cứ la lên, tôi đang kể về tôi đây. Mày đừng có sợ. Thằng con bảo con đang sợ đây, mẹ cũng sợ mà, mày đừng sợ để tao không sợ. Lắng nghe này, nếu bạn sợ, cái mệnh lệnh đừng sợ không làm cho bạn hết sợ. Nếu bạn đang đói, mệnh lệnh đừng đói không làm cho bạn hết đói. Đang đói phải cho ăn thì mới hết đói cơ. Đang sợ phải nhận một điều gì khác thì mới hết sợ cơ. Thầy ra thiên sứ mới nói rằng đừng sợ, vì có một tin lành tới với các ngươi. Đừng sợ, vì đấng cứu thế sẽ đến bên cạnh các người. Hãy tiếp nhận đấng đó thì mới hết sợ. Con trai Danny, con của tôi, trời mưa đùng đùng ở mỏ cày, lúc đó mất điện, không còn nhìn thấy gì, giống như đêm 30 vậy. Tôi nằm bên cạnh nó, ôi papa ơi con sợ. Tôi mới thò tay nắm vào tay con, tôi nói ba bên cạnh con. Nó bóp chặt tay tôi bóp chặt tay nó, và nó ngủ tiếp tục. Không nhìn thấy mặt tôi, nhưng tay tôi nắm bên cạnh nó, và giọng nói của tôi, đừng sợ, ba ba đây. Y chang như vậy. Chúa nói, đừng sợ, ta đã tới, thiên đàng đã tới. Thiên đàng định nghĩa là gì? Thiên là trời, đàng là nước. Ở đâu có Ngài, ở đó có thiên đàng. Minh họa rõ hơn câu kinh thánh Luca đoạn 2, Luca đoạn 23. Thiên đàng là nước trời. Tôi muốn nói cho anh chị em biết một điều này. Mỗi một con người hay là mỗi một thân vị luôn luôn tạo ra xung quanh mình một thế giới như anh ta có. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Lấy ví dụ như ai là người vui, người cực kỳ vui, một thế giới xung quanh của anh ta sẽ tạo dựng ra nó vui. Còn có những người cực kỳ buồn, có một thế giới buồn xung quanh. Có những con người khi bạn nói chuyện với họ, bỗng nhiên sau 5 phút, 10 phút,
bạn rời khỏi họ đó, đầu của bạn nặng giống như ngàn cân đè vào đầu của bạn vậy. Chỉ có nói với tôi vài ba câu chuyện thôi, mà tại sao bây giờ tôi nặng đầu thế này? Cái gì từ anh đã mang tới cho tôi? Câu trả lời, cái gì từ trong con người đó sẽ tạo ra một thế giới xung quanh anh ta như vậy? Kẻ mà bừa bộn thì bao giờ cũng tạo ra một thế giới ngăn nắp à? Không có. Một thế giới bừa bộn. Thế giới thế kỷ 19, bắt đầu thế kỷ 20 có một học thuyết rằng thuyết nhân bản. Nói rằng con người sẽ văn minh hơn nếu được sống trong một cuộc sống tốt hơn. Người ta mới quyết định xây ở khu phố ổ chuột một dãy nhà thật là đẹp và đưa hết thảy những người vô gia cư vào trong tòa nhà đó và nghĩ rằng chứng minh cho mọi người thấy rằng họ được sống trong môi trường tốt, họ sẽ trở thành người văn minh. 3 năm sau, phóng viên lại một lần nữa mang máy quay tới để chứng minh xem lý luận đó là đúng. Họ phát hiện ra tòa nhà cao tầng bây giờ trở thành cao tầng ổ chuột. Bởi vì chính những con người đó đã phá cái tòa nhà đẹp đó. Họ đã tạo dựng ra một thế giới ở trong lòng của họ có. Bởi vậy cho nên tại sao chúng ta có nhiều người thờ ma mà lại sợ ma là như vậy đó. Bởi vì ma nó tạo ra thế giới ma xung quanh. Mà thế giới ma ngoài sợ tội mà chết nó có gì đâu. Còn tại sao chúng ta thờ Chúa mà lại thấy sự bình an vui vẻ như vậy? Bởi vì Ngài có sự sống, Ngài có tình yêu, Ngài có niềm vui. Và từ điều đó tạo ra thế giới xung quanh Ngài như vậy. Amen. Nào chúng ta cùng nhau xem câu kinh thánh sách Luca đoạn 23. Cách nhận thiên đàng. Thân vị nào sẽ tạo ra thế giới xung quanh như vậy? Bởi vậy cho nên hỡi những người vợ, hỡi những người chồng, xin Chúa bạn trao cho Ngài những gánh nặng. Bởi vì ở bên cạnh bạn luôn luôn tạo ra từ bạn một thế giới của bạn. Nó ảnh hưởng tới con của mình, ảnh hưởng tới chồng, tới vợ. Thế là xin Chúa cho bầu không khí trong bữa ăn tối, bầu không khí trong bữa ăn trưa, hay trong lúc chúng ta gặp nhau, luôn luôn mang sự hòa thuận, mang tình yêu, cho cả nhà đều sống trong một cái môi trường bình an đó. Nào hãy bật câu kinh thánh sách Luca đoạn 23. Sách Luca đoạn 23 các con. Bản kỹ thuật có không? Sách Luca đoạn 23. Ok, đây là câu chuyện nói về hai tên tướng cướp bị đóng đinh. Một trong hai tên tử tội bị treo ở bên thập tự giá cũng phỉ báng Ngài: ông không phải là Chúa cứu thế sao? Hãy tự cứu mình và cứu luôn chúng tôi đi. Nhưng tên cướp kia của trách nó: bị cùng một hình phạt mà mày không sợ Đức Chúa Trời sao? Mày và tao, đây là cái bản dịch mới. Đây là các con lấy cái bản dịch mới, thành ra là chúng ta hãy cùng nhau đọc. Nghe cái từ này nó hơi lạ lạ chút. Ok, tôi đọc lại bản kinh thánh gốc nó hay hơn. Ok, cái này là lỗi của mục sư không giúp các con trước. Trong sách Luca chúng ta có khoảng 6-7 bản kinh thánh dịch khác nhau. Thành ra có một số cái bản mà nó dịch nó theo cái ngôn ngữ hiện đại hơn, nhưng mà ý nghĩa của một số cái từ nó bị lệch hơn một chút. Thì giờ tôi muốn chúng ta cùng nhau xem cái bản gốc, cái bản mà được dịch từ năm 1934. Ok, cái này đối với tôi nó hợp hơn. Luca đoạn 23 câu 39 trở đi, lời Chúa kể lại câu chuyện như sau này: và có một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: ngươi không phải đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. Nhưng tên kia trách nó rằng: người cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn quay sang nói với Chúa Giê-xu rằng: hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đây là câu nói của tên tướng cướp thứ hai này. Hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong thiên đàng, ở với ta trong nơi paradis hay là thiên đàng. Hãy nhớ lại cùng tôi: hôm nay. Từ gốc của tiếng Nga, cái từ hôm nay có nghĩa là ngay bây giờ. Tên tướng cướp nói rằng: Chúa Giê-xu ơi, nếu hôm nay Ngài vào thiên đàng, vào nước của Ngài là thiên đàng đó, chớ quên con. Chúa quay sang với người đó nói rằng: ngay bây giờ ngươi đã ở cùng ta trong thiên đàng rồi. Có nghĩa là khi ngươi tiếp nhận ta,
thì ngay lúc ngươi tiếp nhận ta, ngươi đã ở trong thiên đàng và thiên đàng ở trong ngươi rồi. Amen. Amen anh chị em. Cho nên tại sao bài giảng chủ nhật vừa rồi, khi họ vừa mới tiếp nhận Ngài vào thuyền thì lập tức con thuyền đó đến đúng cái chỗ mà họ cần phải tới. Bao nhiêu tháng trời, bao nhiêu giờ chèo thuyền để tới cái đích đó, chèo mãi mà không được. Chỉ khi Ngài bước vào thuyền thì bỗng nhiên họ vào thiên đàng. Tôi nhớ cái ngày tôi tiếp nhận Chúa Giêsu tại Ukraine. Tiếp nhận xong đi ra ngoài, xong đường phố đẹp quá đi, nhìn thấy người Nga nào cũng muốn chạy tới để ôm họ. Sau mấy tháng sau, một người phụ nữ giám đốc hãng truyền hình Ukraine khi nghe phỏng vấn đến gặp tôi và nói rằng: anh, tôi muốn có điều gì trong mắt của anh. Tôi nói rằng thực ra tôi có một điều quan trọng, đó là Chúa Giêsu. Tôi có thể gọi bà là mẹ được không? Bà nói ra được. Tôi gọi: mama, hãy tin Chúa Giêsu đi. Bà nói được: tin bằng cách nào? Ngay bây giờ tôi hướng dẫn bà tin Chúa Giêsu tại trường quay này. Và người phụ nữ đó bỏ hết thảy mọi sự kiêu ngạo. Bà đã từng có, bà có chồng làm giáo sư dạy trường đại học mỏ ở Ukraine. Có hai đứa con, một đứa con gái đang đọc bản tin tức truyền hình, còn một đứa là học sinh viên. Bà nói rằng: nhà tôi không thiếu gì hết, nhưng có một điều gì đó trong lòng của tôi thiếu một điều gì mà không biết thiếu cái gì. Và lúc đó bà đã tiếp nhận Chúa Giêsu. Sau khi bà mở miệng tuyên xưng đức tin, lắng nghe tôi nói thì bà nói rằng: anh ơi, tôi nhận được một điều mà trước đây tôi tìm kiếm mãi mà không được. Tôi quay sang nói rằng: bà có, đã có Chúa rồi đấy bà. Bà mời tôi vào văn phòng uống cái cà phê cùng với bà, đi qua, đi ra khỏi cái trường quay đó, đi qua hành lang. Bà nhìn cái hành lang, bà nói rằng: anh ơi, tại vì người Nga hay gọi Brad mà, ô anh ơi, sao cái hành lang đẹp như vậy. Tôi đi sau bà, tôi bảo: ô, gần 30 năm bà làm việc ở đây mà lần này bà mới thấy hành lang đẹp. Và lúc đó tôi mới hiểu ra một điều. Người ta nói: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Và con người này này, vui cho nên bắt đầu nhìn thấy cảnh đẹp. Tại sao vui anh chị em? Tại sao vui? Họ có Chúa. Và có Chúa có nghĩa là có gì? Có Chúa có nghĩa là có gì? Có thiên đàng. Hãy quay sang người lân cận nói rằng: cảm ơn Chúa vì thiên đàng. Tên tướng cướp này sau khi tiếp nhận Chúa là ngay lúc đó đã có thiên đàng. Luca đoạn 17 câu 20-21. Tôi đang muốn nói như vậy để chúng ta nhìn thấy rằng thiên đàng không có trên đất này đâu. Thiên đàng là khi nào có Chúa. 20-21. Người Pharisee hỏi Đức Chúa Giêsu: nước Đức Chúa Trời chừng nào đến? Thì Ngài đáp rằng: nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, ở Nhật Bản hay là ở Đức, ở Mỹ hay là Hòa Lan. Vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong các người. Khi có Chúa Giêsu bên trong lòng thì nước Đức Chúa Trời ở trong các người. Chuyện tại sao có nhiều chị em tại đây từ khi tin Chúa trẻ ra, bắt đầu từ đây này, nó được trẻ ra này, sự sống mới ở trong lòng bạn này, thiên đàng ở trong lòng bạn này. Mọi người hiểu không? Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, có nhiều đàn ông không hút thuốc nữa, có những người đàn ông không còn rượu chè cờ bạc nữa. Vì sao? Bởi vì buồn thì mới hút thuốc, mà bây giờ hết buồn rồi hút thuốc làm gì? Buồn mới uống rượu, bây giờ hết buồn rồi đâu cần rượu. Có thiên đàng không còn mơ điều gì khác nữa. Thiên đàng có nghĩa là có Ngài. Thiên đàng có nghĩa là có Chúa Giêsu. Câu chuyện nói về Maradona, cậu bé vàng đá bóng nhiều tiền danh vọng, nhưng cuối cùng chính con người đó đã phải đi cai nghiện tại Cuba. Rồi chúng ta nhìn thấy có người khác, Michael Jackson, cũng chết trong một sự đau đớn. Rồi nhiều những con người khác, ví dụ như anh chị em có biết Ronaldo không? Vừa mới nhận được quả bóng vàng thứ tư đấy. Nhưng mà sự thật trong lòng của anh ta có nhiều điều đau đớn lắm. Anh ta tâm sự nhiều điều lắm, anh ta sợ điều gì anh ta tâm sự nhiều lắm. Anh chị em ơi, có thiên đàng là có tất cả. Có Chúa Giêsu là có thiên đàng. Amen. Một câu kinh thánh cuối cùng để tôi kết thúc bài giảng. Sách Roma đoạn 14. Con có thể bật lên sách Roma đoạn 14 được không? Các con ở phía dưới vừa làm việc vừa nghe giảng nhá. Ở phía trên là mục sư cũng biết là các con làm gì ở dưới đấy. Sách Roma đoạn 14. Lời Chúa nói rằng: vì nước Đức Chúa Trời
không phải tại sự ăn uống. Không phải. Roma đoạn 14, câu 13-19. Ok, đúng rồi. Vậy nên chúng ta đừng lên án lẫn nhau nữa, nhưng quyết định không làm trở ngại hay gây gớ phấp phàm cho anh chị em mình. Tôi biết và tin quyết trong Chúa Giêsu rằng chẳng có một vật gì tự nó làm ô uế, trừ khi ai có ai kể nó là ô uế thì nó mới là ô uế cho kẻ đó. Vì nếu anh chị em ngươi buồn phiền vì món ăn của ngươi thì ngươi đâu còn sống theo tình yêu thương nữa. Đừng vì một món ăn mà làm cho người khác bị hư mất, vì người đó đã được Chúa chết thay. Đừng để cho việc tốt mình làm bị mang tiếng xấu. Câu 17, vì nước Đức Chúa Trời không phải là vấn đề ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an và vui mừng trong Đức Thánh Linh. Vì người nào phục vụ Đức Chúa Giêsu cách này thì được Đức Chúa Trời hài lòng và loài người chấp nhận. Vậy ta hãy đeo đuổi những việc đem lại hòa thuận và gây dựng lẫn nhau. Đây là câu kinh thánh mà nói chúng ta biết ngày Giáng sinh sắp tới chúng ta sẽ có nhiều tiết mục vui lắm. Chúng ta sẽ có nhiều điều, có những điệu múa, có con cháu chúng ta nhảy múa, có những món quà Giáng sinh, rồi có những bữa ăn thật là ngon. Nhưng tôi xin anh chị em một điều này. Trên bàn tiệc đầy của tế lễ, nếu mối quan hệ của chúng ta không được hòa thuận thì hết thảy những món ăn đó không hề ngon chút nào. Thà ăn ít mà vui vẻ còn hơn đầy cỗ mà buồn phiền. Thế nên lời Chúa đây nói rằng đừng vì một món ăn nào đó mà lại cãi lộn nhau. Người thì bảo cách này mới hay này, người bảo món này mới hay này, cuối cùng chưa ăn được cái gì mà đã không muốn ăn rồi. Mọi người hiểu không? Thật ra cuối cùng quyết định húp cháo còn ngon hơn nữa. Bởi vậy cho nên tôi muốn nhắc nhở anh chị em, hãy làm điều gì thì làm, miễn là gây dựng được người khác. Hết thảy mọi món ăn đều tốt, tấm lòng chúng ta dâng hiến đều tốt hết, nhưng mà làm sao làm cho nó phải phép đó. Đúng theo nước trời á. Có ba điều quan trọng về nước trời. Một, công bình. Không có một chỗ nào nói là thiên đàng mà đó phạm tội hết. Thiên đàng đầu tiên là sự công chính. Hai, sau công chính đó mang tới sự bình an. Ba, sự bình an sẽ mang tới cho chúng ta niềm vui. Đó là nước Đức Chúa Trời. Nào mời chúng ta cùng nhau đứng dậy. Anh chị em ơi, chúng ta không và nhất định quyết định trong lòng của mình không đoán xét lẫn nhau. Ngay cả có những ai đó không giống như bạn, ngay cả có những ai đó không có tài như bạn, không có khả năng như bạn, hãy thông cảm với họ. Có một người đến họp hồi đó ở Grunau, đến họp nhân sự. Ông ấy ngủ gật. Nhân sự chỉ có mấy chục người thôi, và có nhiều người phiền vì người đó ngủ gật. Tôi nói rằng tôi cảm ơn anh vì anh đã tới đây, vì tôi biết anh làm ca đêm. Anh có thể bỏ cái buổi họp này ở nhà, nhưng vì cớ gặp gỡ chúng tôi, vì cứ không bỏ buổi nhóm này mà anh tới. Thật ra ai đó chê trách, nhưng tôi không chê trách. Mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi người có sức khỏe riêng. Có những người họ chịu đựng được, trong căn phòng đó không đủ oxy, nhưng có những người căn phòng đó thiếu oxy, họ gục, họ nằm mệt. Hãy thông cảm hơn là phán xét. Amen. Bởi vậy cho nên tôi muốn trước khi chúng ta kết thúc buổi nhóm, chúng ta nắm tay nhau lại để cầu nguyện lẫn cho nhau. Hãy cùng cầu nguyện cho người bên phải bạn, người bên trái của bạn cho kỳ Giáng sinh này. Cầu nguyện cho thực sự hết thảy tiết mục chúng ta làm không phải gồng mình lên vì mục tiêu nào đó, mà hết thảy mục đích chúng ta làm vì cớ để cho Chúa được vui. Và nếu Chúa được vui khi Ngài nhìn thấy chúng ta hòa thuận, dù bất cứ một tiết mục nào bạn có làm gì sai đi chăng nữa, Chúa không trách bạn sai. Chúa chỉ trách bạn rằng vì điệu múa đó, vì bữa ăn đó, vì tiết mục hát đó, vì cái này cái kia mà bắt đầu bị mất sự bình an, lo sợ hoảng hốt, người này người khác trách móc nhau. Cái đó chúng ta hãy gạt sang một bên. Chúa ơi, đây là gia đình của Ngài, hãy giúp cho mỗi chúng con thực sự thông cảm lẫn nhau, gánh vác cho nhau những điều mà người khác không làm được. Tùy theo sức của mình, hãy cho mỗi chúng con nhận lãnh trách nhiệm. Chúng con cảm ơn Chúa. Người bên phải chúng con có những nan đề, có những điểm yếu, có những điểm mạnh mà chúng con không có. Người bên trái chúng con có những điểm yếu, điểm mạnh, có những nan đề, những hoàn cảnh riêng tư mà chúng con không có. Đức Thánh Linh ơi,
hãy giúp cho mỗi chúng con tại đây có một tấm lòng đồng cảm với những người khác. Hãy truyền sự đồng cảm đó cho chúng con, để không một ai tại đây xét đoán lẫn nhau. Chúng con muốn làm tốt đấy, làm tốt cho hội thánh đấy, làm tốt cho Ngài đấy, nhưng vì chúng con chưa đồng cảm với nhau, cho nên chính những điều tốt đó là làm thương tổn người khác. Hãy giúp cho mỗi chúng con từ bản thân mình học những bài học, để không làm cho người khác điều mà chúng con không muốn người khác làm cho mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện thiên đàng ở trong chúng con không bị tắc nghẽn. Nguyện thiên đàng phát triển, tiếp tục và nở rộ trong lòng chúng con, lan ra, lan ra, lan ra cho những người xung quanh và hàng xóm nữa. Nguyện ân lành của Chúa Giêsu, tình yêu Đức Chúa Trời Cha, sự giao thông với Đức Thánh Linh hàng ở với mỗi chúng con từ nay cho đến đời đời. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.